Theo thông tin từ một trang mạng của nước Ý là tờ Tutto Sport, hậu vệ biên đang thuộc biên chế Manchester United sẽ quay trở lại đất nước hình chiếc cũng hòng tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Tương lai của hậu vệ Damian ở Old Trafford đang đến hồi kết khi hậu vệ người Ý không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Jose Mourinho. Cụ thể, tính đến thời điểm video clip này được đăng tải, trong mùa giải 2017-2018, Damian chỉ được thi đấu vỏn vẹn 6 trận ở ngoại hạng Anh trong màu áo Manchester United. Lúc này, theo giới thảo tin, những hậu vệ biên như Stephen Lichtsteiner và Wander Asamoah sẽ chia tay Bayern Munich thành Turin vào mùa hè này. Trong khi đó, hậu vệ biên đang có phong độ cao của Juventus là Alessandro lại đang được nhiều câu lạc bộ lớn của châu Âu như chính Manchester United hay Chelsea rất săn đón. Damian là tuyển thủ quốc gia của nước Ý, anh chắc chắn cần một câu lạc bộ để khẳng định vị trí của mình thay vì mài mòn đống quần trên ban ghế dự bị của Manchester United.